chưa? Mới là anh chỉ cho điện áp đấy. Lúc nào nó ở mức cuối cùng của mức đen này. Thôi bên kia này. Qua chữ V này. Ừ, V này, cái bịch đen này này. 80. Và 80. Đây là 3 pha lửa nhá. Một pha mát đây. Đó, nhớ đấy, đấu là xong. Còn cái gì nữa không? Hết rồi. 200 giờ thì thay nhớt cho anh. Thay chỗ nào anh? Thay đây. Sải ở dưới. Đây. Bên này này, đây này. Bên này này. Đây. Đây cái ốc 17 đây này. Đẹp. Ừ. Đấy. Cái này. Không. Cái ốc 17 đây, ốc 13. Đây này. Đây. Nhìn chưa? Tháo cái ốc đấy ra. Tháo ốc ra để sải ra. Sải đấy. Và đổ nhớt vào đây. Nhớ đổ 4 lít cho anh. Được. Dầu gì? Dầu nhớt này. Nhớt ô tô ấy. Đó, gạt cái này lên. Đó, đóng cái. Rồi, cái này thao tác. Thao tác lại cho anh lần nữa này.